Rồi hôm nay cho anh em đi dạo Singapore nha. Đây là cái cảm giác đầu tiên của mình khi mà đi dạo Singapore. Mọi thứ rất là dễ thương. Đây hai đứa đang đứng ở cái đường gì qua nào xe ghi? Patong hả? Đường gì? Đường Katong, Katong nha. Có mấy ngôi nhà đẹp không? Có cái The Red House, nhà đỏ gì nữa kìa. Giờ hai đứa sẽ đi dọc theo cái này. Đẹp quá. Không biết đi đâu, đi kiếm gì ăn đi. Đúng không? Hai đứa mới thấy cái quán xe buýt Sài Gòn kìa, của Việt Nam kìa. Hả? Không biết là cái gì nữa. Tự nhiên qua đây mà đi ăn món Việt Nam tại vì Adeline thích quá. Stucker là cái gì vậy? Không, no, giống cái của mình á. Cái hotel của mình đi ra đường đó. Vậy. Bên đây là bên đường nha. Cái nhà ở đây nguyên một cụm kiến trúc là giống như nhà của Chino hồi xưa. Nhà theo phong cách truyền thống của người Singapore. Đẹp quá. Đẹp quá. Đó hả? Qua đây là quay phim mạch nghỉ luôn nha. Quá trời đẹp luôn. 112 Katong. Ở đây nhà hàng nào cũng vậy, rất là đông. Đông đúc mà rất là sạch sẽ. Ok. Kiến trúc đẹp quá không? Đường này là đường East Coast vậy. Cái đường này nghĩ chạy thẳng xuống đây là sẽ đi vô cái trung tâm center vậy. Giờ đi theo mấy người này đi qua đường. Wow, cảnh qua đường đẹp không? Cho ai chưa đi Singapore nha. Ai đi Singapore rồi thì chắc là quen. À, là sợ bốn. Có Alibaba đó thì chỉ... Chắc ở đây không có vụ giật điện thoại hay là... Để Singapore mà. Được không? Còn là xe đẹp không à? Quán của Sài Gòn nha. Mấy cái nhà này có từ năm 1928 à. Wow, cổ. Kiểu cách như người Hoa vậy. Nhưng mà người Hoa qua bên Sinh đó, lâu thời gian. Nó là pha tạp văn hóa giữa Trung Quốc, Malay. Wow, dọc đường đẹp không? Quá đẹp luôn, mọi thứ đều rất là ngăn nắp nha anh em. Rồi hai đứa cứ vô cái cửa hàng để mua đồ nè. Quá trời luôn. Nó bán đồ phòng như là cá cơm của mình á, giống như nasi lemak hồi lúc ăn ở Malay. Các loại bánh, bánh tét đó đồ. Có cái bánh thì cũng biết nè. Nhưng mà mình đi ăn ấy đi Sergio ơi, mình đi ăn cho nó no đi, mấy cái này ăn sau. Mấy cái này chỉ xem chơi thôi. Ôi, tiếp tục hai đứa đi thẳng xuống tìm cái nhà hàng Việt Nam đúng không? Ở bên Pháp ăn không đã gì Việt Nam ăn nữa. Hả? Kìa kìa. Ôi, hai đứa quyết định chọn cái nhà hàng Korean để ăn buổi trưa. Thì 19 đô. Đô xin á một người. Để ăn mấy cái món này nè. Có hỏi có uống gì không? Sẽ nghĩ. Thì ra đây là buffet nên mình hãy tự lấy rồi đem tới đồ nướng. Có nấm, pork belly. Đó, what's that? Shrimp. Cái bíp cái này sẽ ghi sợ quá. Bíp belly. Ô, lấy bíp nè. Lấy gì sao? Mình lấy xong đem tới bàn nướng. Bò. Nướng mà lấy nhiều lên sao? Lấy một miếng đây sẽ ghi. Ồ. Sợ bó. Ê, sorry. That's it. Chicken, that's it. No, chicken, no. What's the rest? That's it. Đây là thịt heo luôn nè. Hồi bữa giờ ghiền thịt heo lắm. Mà lấy thịt heo không, cái đó thịt bò. Đây thịt heo nè, lấy một miếng. Rồi, ok. Lấy miếng này nè. Lấy ba. Oops. Cái kia nữa kìa. Một miếng thôi, miếng này chắc không ngon miếng này đâu, Sergi. Nhưng mà thử thôi nha. Quá là. Bao nhiêu anh, Sergi? Wow, hầm mấy đồ xin một người. Quá trời đồ luôn. Lấy hành tây. Sao quá. Một ít tỏi.
lấy một ít ớt. Thank you so much. Okay. Wow, có cái bắp nữa nè, lấy một chai bắp nhé. Lấy một ít nấm sơ bốt. Bút là sẽ lấy gì xin? Lấy kim bắp hả? Quá là nhiều đây chắc đủ rồi gì hả? Thôi, hai đứa lấy nhiều lắm. Rồi, có một cái chỗ barbecue luôn. À là là. Uống thử cái bia, cái này là 3.5 đồng. 3.5 đồng xin là không biết bao nhiêu tiền Việt Nam nó chưa có ấy ra được. Cái này mắc cười nè, hồi nãy Adeline lấy cái này á rồi bả chung với thịt luôn. Không có hai đứa ăn buffet Hàn Quốc mà không biết gì hết. Sống đồ kim chi rồi bả lộn chung sang ông hết. Hai đứa lúa dã man. Cái này nó lạ quá, hồi giờ chưa có ăn, thường người ta làm ra không à. Tới mấy cái quán ở Việt Nam á. Cái này cũng cái là nướng hút nè, giống bên Việt Nam người ta bắt chước của Hàn Quốc. Như này người ta để cái này để nướng nè. Rồi nó chảy ra bàn luôn hay sao á. Hay hả? Hình như là nó để cái này để chảy ở dưới nè. Đó, để không biết mấy ra. Mỡ nó sẽ chảy theo đường này xuống đây hết. Đây là bằng gan hay bằng thiết gì vậy? Rất là cứng. À, gan hả? Đang ăn uống nước gì vậy Sagi? Súp đó là súp hả? Bọn này hai đứa bỏ một đống thịt luôn, quá trời luôn. Thấy không? Nhưng mà vậy thôi chứ tí ăn hết là chứ không có bỏ thừa lại đâu. Tại vì biết lượng sức mình. Đây, chai bia của Hàn Quốc nha. Hai uống thấy cũng khá là ok. Ngon lắm á. Có kim chi. Ăn xong thông báo tổng thiệt hại là 800 ngàn, má ơi. Singapore mắc quá. Tại vì ngày hôm qua không có ăn gì thôi, như coi bù lại chia lại là 400, trời cũng còn mắc. Nói chung là ở Singapore này phải ăn mì tôm thôi. Tối nay về là phải mua mì tôm ăn cho hôm nay rồi ngày mai nữa. Nó chịu không nổi. Bây giờ hai đứa đi vòng vòng coi thử lên, coi thử cái 112 carton là cái gì nha. Lên thử lắm không? Ơi, em chừa rồi, em không giống như barbecue nè. Uống hai chai bia nên chắc là hơi có vẻ ok. Đây là chỗ đánh bạc của mấy người ở đây nha. Bản quá trời. Thấy không? Có bên là tiệm súp nè. Bán đầy đủ các loại súp luôn. Có ăn gì cũng có. Súp King. Rồi giá bao nhiêu một cái nha? Đây là trên kia 4 đồng. 4 đồng, 4 đồng tôi súp không? Nãy vô đây ăn tôi súp cho rồi. Trời ơi, ăn barbecue làm gì? Giờ hối hận quá. Ngon lên nè. Quá. 5 đồng thôi. Ôi trời. Quá trời luôn. Trời ơi, ở đây thì thôi rồi luôn. Nó rẻ quá. 4 đồng mấy à. Ôi thì trời ơi, đó, đồ ăn quá trời luôn à. Mà rẻ quá, có 4-5 đồng mà. Nãy hai đứa ăn gì mà 50 mấy đồng luôn. Đó, nó bị một thố vậy, cá cơm cái đồ đầy đủ luôn. 6 đồng, 5 đồng. 1 đồng của nó là mười mấy ngàn mình đó nha. Mày rẻ đâu đó. Tính là cũng mắc hả Sagi? Mười mấy ngàn mà mình nhân lên coi 5 lần 6-70. Chính là tiền Việt nó mắc rẻ lắm. Hơn kia. Hai đứa mới quay vô một cái rạp chiếu phim. Giống như Galaxy hả? Rộng quá trời luôn. Wow. Nhưng mà không đi xem phim đâu, đi ra. Tự nhiên qua đây đi xem phim. Ở kia nó có một cái Hope Education. Sợ không? Giờ hai đứa đi dọc cái đường này. Không biết đường gì nữa nhưng mà cứ đi. Đi khi nào lạc thì mở điện thoại lên để tìm đường về nhà chứ sao giờ. Nhìn nè, khá là giống châu Âu nè. Quá trời luôn. Cửa hàng nó dễ thương. Bán đủ đồ luôn. Đường phố không thấy chiếc xe máy nào hết. Rất là đẹp. Nhưng mà cũng có rác nha. Cái hàng ở đây nè.
ai nói Singapore không có. Nhưng mà cái đây area không phải center nha, vô trung tâm nữa là còn đẹp hơn nữa. Cái Holly của nó đẹp hơn.